ơi. Dạ. Hello. Xin chào Điệp ạ. Như là Điệp vừa nói trong phóng sự, đây là một cái duyên đến với công việc và tôi cũng đã nói đúng không ạ? Và tôi thì quả thật là khi mà nghe thì tôi rất là mệt phục chia sẻ kỹ hơn một chút về công việc của mình, về những điểm khác biệt cũng như là tính ưu việt của công nghệ số so với các cái thách thức truyền thống xưa nay. Thank you.